chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Dân mạng phát hiện bằng chứng đáng ngờ về chuyện mang thai của cô dâu 62 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, việc cô dâu Thu Sao có mang thai thật hay không đang là câu hỏi được nhiều cư dân mạng quan tâm. Cặp đôi Thu Sao và Triệu Hoa Cương ở Cao Bằng từng gây sóng gió cộng đồng mạng khi tuyên bố kết hôn vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở cuộc hôn nhân chênh lệch ba giáp mà còn kèm theo rất nhiều điều bất ngờ. Đó là việc cả hai thể hiện tình cảm một cách thái quá, cô dâu Thu Sao cưới vợ hai cho chồng, hay mới đây nhất là việc người phụ nữ này tuyên bố mang thai. Ở độ tuổi của chị Thu Sao, việc mang thai là rất khó, hoàn toàn không thể có con bằng phương pháp tự nhiên mà phải thực hiện quy trình IVF, nhưng mọi thứ cũng không hề đơn giản. Chính bởi vậy mà nhiều người đã nghi ngờ, không biết thực hư chuyện Thu Sao mang thai là như thế nào. Thế nhưng mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục tìm được bằng chứng đáng ngờ về chuyện mang thai của cô dâu 62 tuổi. Cụ thể, trong hai ngày mùng 9 tháng 4 và mùng 10 tháng 4, cô dâu Thu Sao cùng chồng livestream xác nhận chuyện mang thai, khoe bụng bầu khá lớn. Tuy nhiên, cũng trên fanpage riêng của chị, vào ngày mùng 1 tháng 4, chị Thu Sao cũng livestream khoe buổi đi chụp ảnh tại một cửa hàng thời trang. Đáng nói, lúc này bụng của chị Thu Sao bé hơn rất nhiều so với những hình ảnh khi chị xác nhận mang thai, mặc dù khoảng thời gian này chỉ cách nhau đúng một tuần. Bằng chứng này khiến nhiều người nghi ngờ việc mang thai của chị Thu Sao và cho rằng đó chỉ là một chiêu trò của chị và chồng trẻ nhằm gây sự chú ý. Ở một diễn biến khác, khi liên hệ với chị Thu Sao, chị không khẳng định hay bác bỏ thông tin mình mang thai mà chỉ trả lời úp mở. Chuyện đó có thật hay không thì mọi người cứ theo dõi rồi sẽ biết thôi. Bụng phẳng lì bỗng to vượt mặt chỉ sau một tuần, thực hư cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng mang thai thật hay giả? Quý vị và các bạn thân mến, ở clip đăng tải ngày 1 tháng 4, chị Thu Sao có thân hình khá thon gọn, nhưng sau đó khoảng một tuần, người phụ nữ này thông báo đang mang thai ở tháng thứ 5. Kết thúc câu chuyện nhờ thì nở tái sinh mang thai hộ để có con nối dõi cho chồng trẻ. Mới đây, chị Lê Thị Thu Sao 62 tuổi, đến từ Cao Bằng, bất ngờ làm nóng dư luận khi thông báo đang mang thai đôi, một trai một gái. Cụ thể, trong livestream mới nhất, vợ anh Triệu Hoa Cương tiết lộ, ai lại hôn ở đây con lại cười cho chết, bây giờ có em bé rồi không hôn đâu, tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ chồng nhỉ. Không chỉ ngầm tuyên bố, cô dâu 62 tuổi còn đứng dậy khoe bụng bầu lớn để chứng minh lời nói của mình là thật. Tuy nhiên, khi thông tin mang thai được chia sẻ, bên cạnh ý kiến chúc mừng, nhiều người cho rằng cặp vợ chồng này đang tạo chiêu trò. Trước sự kiện, người phụ nữ tuổi lục tuần mang thai còn nhiều nghi vấn. Mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền clip chị Thu Sao chụp ảnh cho một cửa hàng thời trang. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người xem không phát hiện video này được đăng tải vào ngày 1 tháng 4, tức là chỉ cách thời điểm cô dâu Cao Bằng tuyên bố có bầu hơn một tuần. Theo thông tin từ người quay clip, cô dâu 62 tuổi khi ấy đang chụp khoảng 50 mẫu quần áo cho một cửa hàng thời trang. Trong video, bụng chị Thu Sao khá thon gọn, không giống một người đang mang bầu ở tháng thứ 5. Dưới clip, tiếp tục là những nghi vấn về thông tin cô dâu Cao Bằng chuẩn bị có con. Thực hư chuyện này ra sao? Vài tháng nữa, người xem sẽ có câu trả lời. Ở diễn biến khác, trả lời trên tờ Trí Thức Trẻ về trường hợp phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ban Nha, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần chục năm làm nghề bác sĩ chưa thấy tại Việt Nam có một trường hợp phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai tự nhiên. Phụ nữ ở tuổi 60 hai bên buồng trứng đã mất chức năng, không còn trứng, noãn để có thể thụ thai tự nhiên. Tuy nhiên, người phụ nữ trên 60 tuổi có thể mang thai khi can thiệp bằng phương pháp khoa học. Nếu như người phụ nữ này khỏe mạnh, đủ sức khỏe để mang thai sẽ thực làm IVF. Điều kiện để làm IVF, người phụ nữ phải xin được phôi từ người khác hoặc xin trứng từ một người phụ nữ khỏe mạnh khác để làm với tinh trùng của chồng họ. Vì ở độ tuổi này, phụ nữ không còn trứng để có thể làm phôi, Phó giáo sư tiến sĩ Nha khẳng định. Không chỉ giao kéo, cô dâu 62 tuổi Cao Bằng còn chăm chỉ làm việc này để hợp với chồng trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, dường như nỗ lực rút ngắn khoảng cách tuổi tác với chồng trẻ đang được cô dâu Thu Sao thực hiện triệt để, từ việc phẫu thuật thẩm mỹ đến việc đầu tư vào thời trang. Câu chuyện tình yêu không tuổi tác của cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao ở thành phố Cao Bằng và chú rể Triệu Hoa Cương 26 tuổi đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Vì vậy, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi đều khiến dân mạng dành sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ thay đổi ngoại hình bằng cách nhờ cậy đến thẩm mỹ, mà gu thời trang của cô dâu 62 tuổi cũng rất được chú ý. Nhiều người nhận xét rằng, dù đã ở độ tuổi U70, nhưng phong cách của cô ăn mặc trẻ như chị em đôi mươi. Phải chăng vì không muốn quá chênh lệch độ tuổi khi đi với chồng trẻ, nên cô dâu mới này đã cố gắng rút ngắn khoảng cách bằng mọi cách, từ phẫu thuật thẩm mỹ tới phong cách thời trang. Ai cũng phải công nhận, cô dâu Thu Sao đã có cú lột xác ngoạn mục về ngoại hình để đỡ lệch với chồng trẻ. Không chỉ cắt mí, hút mỡ, cấy mỡ tự thân, làm răng để trẻ hóa, cô còn rất chịu khó đầu tư về quần áo. Có thể dễ dàng nhận ra, phong cách thời trang của cô dâu 62 tuổi Thu Sao khá đa dạng về kiểu cách và màu sắc. Những màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, hồng rất được cô sử dụng thường xuyên. Hay kiểu trang phục vốn chỉ dành cho các bạn trẻ như áo dây, quần short ngắn cũng được cô tận dụng triệt để ăn gian tuổi tác. Khá tự tin với ngoại hình dù đã ở ngưỡng U70 của mình, cô dâu Thu Sao vẫn vô tư diện những thiết kế trẻ trung như áo hai dây, áo khuyết ngực, áo trễ vai. Cô thường xuyên diện quần ngắn với áo dây hoặc những chiếc áo cut out, lộ một phần cơ thể. Nhiều người cho rằng, ở lứa tuổi bà ngoại của mình, Thu Sao không còn phù hợp với loại trang phục này. Chiếc áo von hoa to bản rất điệu đà, nhưng có vẻ như cô dâu Thu Sao hơi quá tuổi để diện chúng. Nhà thiết kế Frankie Nguyễn cho rằng, chất liệu von rất phù hợp với đủ tuổi của chị Thu Sao, nhưng nên chú ý đến kiểu dáng và cần có sự tiết chế về màu sắc. Thay vì chọn những màu sắc sặc sỡ, họa tiết to bản thì nên chọn màu trầm và họa tiết nhí để trông cảm giác hợp tuổi, nhưng vẫn thời thượng, chứ không cũ kỹ và quê mùa. Nhà thiết kế cũng khuyên nên tránh những chiếc áo ôm sát body như thế này vì sẽ lộ nhược điểm kém thon gọn của độ tuổi lục tuần như Thu Sao. Với cơ thể kém săn chắc như của cô dâu Thu Sao thì sắc sáng lại khiến cho nhược điểm ấy bị tôn lên. Để gợi ý một số cách mặc đẹp màu sắc sặc sỡ cho quý bà, nhà thiết kế Frankie Nguyễn cũng đưa ra một số gợi ý. Theo anh, thời trang là sáng tạo, không có ranh giới cho tuổi tác. Nhà thiết kế Frankie Nguyễn cũng cho rằng mỗi ngày sáng tạo sẽ giúp tầng lớp U60 quên đi nỗi lo về tuổi tác, sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Hãy nhìn những fashionista U60, U70 trên thế giới với cách mix đồ và màu sắc cực kỳ sành điệu. Bộ váy với độ dài gần mắt cá chân với màu sắc chủ đạo là đen, thiết kế cổ chữ V là một sự lựa chọn hợp lý. Nó sẽ giúp cho cô dâu Thu Sao trẻ trung hơn so với tuổi thật mà lại không quá hở hang và phản cảm. Cô dâu 62 tuổi, cả dòng họ tu năm đời 10 kiếp nên tôi mới được như vậy. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng giữ tâm bình thản, không đọc, không nghe, không phản hồi những bình luận tiêu cực, chỉ Thu Sao cho hay. Kể từ khi gây chú ý với chuyện tình lệch 35 tuổi cùng chồng trẻ vào tháng 9 năm 2018, cái tên Lê Thị Thu Sao, cô dâu 62 tuổi không còn xa lạ. Thời gian qua, thông tin về cô dâu Cao Bằng liên tục phủ sóng dày đặc trên các mặt báo. Nếu theo sát cặp đôi đũa lệch này, nhiều người cũng phải gật gù công nhận vợ anh Hoa Cương luôn biết cách hâm nóng tên tuổi, dồn hết mọi quan tâm về phía mình. Sau khi gây chú ý với việc tân trang nhan sắc, người phụ nữ này lại liên tục có những phát ngôn sốc. Từ một người ít ai biết tới, chị Thu Sao đã sở hữu trang cá nhân với gần 120.000 người theo dõi. Thế nhưng cách đây không lâu, người phụ nữ này đã livestream chia sẻ chuyện mất nick khủng. Ở lần lên sóng này, cô dâu Cao Bằng cho biết bị người khác chiếm dụng và mong muốn nhờ cộng đồng mạng giúp sức để đòi lại Facebook. Nhưng cái khiến người khác giật mình hơn là trong đoạn băng ghi âm, chị Thu Sao chia sẻ khi nói chuyện với người đang chiếm dụng nick của mình, đã vô tình để lộ chuyện trong 4 tháng qua, cặp đôi có không ít lần cãi cọ. Và đỉnh điểm của vụ việc là anh Hoa Cương bỏ nhà đi. Chị với anh Cương cãi nhau, anh Cương bỏ đi nên em với anh Cương ẩn nick đi để chị gọi anh Cương về. Em làm thế là vì chị. Nghĩ chị già rồi, chỉ có một mình. Nếu bỏ anh Cương thì chẳng còn ai đến với chị, mà kể cả anh Cương bỏ chị rồi đi bước nữa thì cũng khổ. Em nghĩ cho chị, nhưng chị lại đối xử quá đáng với em, người phụ nữ trong clip tiết lộ. Dù rất gay gắt, nhưng vợ anh Hoa Cương cho biết nick cũ không đòi lại được và chị đã lập nick khác với lượng người theo dõi là 7.000 người. Ở Facebook mới, cặp đôi đũa lệch này liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ, đập tan tin đồn rạn nứt. Thế nhưng, có Facebook mới chưa bao lâu, chị Thu Sao tiếp tục đau đầu vì những lời chửi rủa. Không chịu ngồi im, trong livestream lên sóng ngày hôm qua, chị đã thẳng thắn thời gian tới sẽ không để tâm tới những bình luận tiêu cực. Lý do chị làm điều đó là bởi, dòng họ nhà tôi tu năm đời, 10 kiếp nên tôi mới được ban phước lộc này. Trong gia đình cũng rất đông anh chị em, nhưng ít ai bằng tôi, cuộc sống của họ không hạnh phúc, gặp nhiều bất hạnh. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng giữ tâm bình thản, không đọc, không nghe, không phản hồi những bình luận tiêu cực. Với những người có tâm tính xấu, tôi sẽ thẳng tay block.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.